Vâng, lời đầu tiên A Thanh Sốp xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PTP trên mọi miền tổ quốc nhé. Đấy, mình mới nhập được một ít hàng. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em được cái van Superwell hộp đỏ. Đấy, hàng công ty anh em nhé. Đấy, thì mỗi khi một cái thùng hàng nó gửi về này. Đấy, đây, cái hàng về. Nó bọc đóng niêm phong, đóng thùng như này hết anh em nhé. Đấy, thì mình dạo này mình có thấy nhiều anh em phản hồi là mua van ở shop này shop lọ, rất chi là nhiều shop nổi tiếng nhưng nhiều shop không có cái chế độ chính sách bảo hành hoặc là bán rồi thì thôi, phủi tay bỏ qua, không chịu bảo hành van cho anh em. Thì đây mình nhân tiện đây và nói về luôn cái chính sách bảo hành của bên shop A Thanh nhé. Đấy, đấy, mua van đây, van hàng chính hãng công ty, cái đợt vừa rồi cái hàng này nó cũng cháy thì giá nó cũng nhiều lúc nó đội lên trên 1 triệu đồng. Đấy, ngày trước nó chỉ có hơn 800 một chút thôi, thì trước Tết vừa rồi với cả vừa rồi Tết này nó nhiều anh em bán 1 triệu đồng, hơn 1 triệu đồng. Thì đây shop mới nhập về vài thùng, thì đây để bóc cái này ra cũng vừa quảng cáo cho anh em, vừa cho anh em xem đây. Đấy, cái van super hộp đỏ mở ra đây. Đấy, hàng chính hãng nhé. Đấy, cái này anh em phải check ở camera của iPhone là cắt ra công ty nhé. Đấy, Capalo đây, những cái hình ảnh van Huben sản xuất. Đấy, đây thẻ chính hãng của Huben anh em nhé, cái thẻ chính hãng. Đấy, khi bóc ra anh em sẽ có một con van như này. Thì đây, thì shop A Thanh bảo hành như thế nào cho anh em, thì mình có làm ít được cái tem gọi là tem của shop thôi, nó cũng chả phải cái gì to tát. Đấy, cái tem này ở shop đây có số điện thoại của shop ở trên đây hết anh em nhé. Đấy, mình sẽ dán vào đây trên cái mỗi cái mặt hàng van này bơm này. Đấy, những cái van bơm, tất cả các loại van, thì cả bơm nữa, mình có chính sách bảo hành là khi mình đã dán cái tem này lên trên đây cho anh em rồi, anh em mua hàng của shop A Thanh đấy, được cái chế độ bảo hành cứ khoảng nửa năm đấy, 6 tháng đổ về, anh em có hỏng hóc mà không biết sửa chữa, cần được tư vấn thì cứ gọi điện trực tiếp cho A Thanh nhé. Hàng của A Thanh, khách hàng của A Thanh, mình bảo hành cho khách hàng của A Thanh nhé. Đấy, riêng những cái shop nào mà bán hàng cho anh em thì đôi lúc mình cũng không bận, mình cũng không rảnh đâu. Đấy, mình chỉ đôi lúc việc bán hàng của mình nó rất chi là bận, với cả việc cho gia đình nữa, thì mình sẽ tư vấn được những cái lúc mình rỗi rãi nhất. Còn riêng những khách hàng nào đã mua hàng của A Thanh rồi thì mình sẽ có chế độ chính sách bảo hành, anh em không sửa chữa được, anh em gửi về cho A Thanh, A Thanh sửa chữa miễn phí, không tính công anh em nhé. Chẳng may những cái phụ kiện như là đồng hồ, van nào cái thứ nó hỏng thì mình thay thế và lấy tiền những cái phụ kiện bị hỏng thôi. Đấy, riêng cái van Superwell hộp đỏ chính hãng công ty như này, giá mình đang bán là 950.000 đồng, hàng miễn phí, ship được kiểm tra anh em nhé, có tem bảo hành luôn cho anh em. Vâng, thì khi gửi cho anh em có một cái van này. Đấy, đây là răng sim sơ cua pom nhựa này, phụ kiện để sửa chữa cho van Superwell, anh em không được vứt đi nhé, anh em phải giữ lại. Nếu mà anh em là biết sửa rồi giữ lại để sửa chữa cho van nếu mà có lỗi gì. Đấy, đây, một lọ mỡ silicone. Đấy, một lọ mỡ silicone đây. Đấy, một lọ mỡ silicone này để bảo dưỡng van. Đấy, để bôi trơn bảo dưỡng van. Đấy, dùng rất được nhiều việc, kể cả anh em bảo dưỡng bơm cũng được nhé. Đấy, van khi anh em nhận là mình cũng sẽ bơm sẵn cho anh em áp bình và áp xả đây, áp bình áp xả đây. Đấy, trên 200 cân nhé. Đấy, áp xả lúc nào cũng trên 100 cân. Anh em nào muốn mình điều chỉnh áp xả có thể yêu cầu mình điều chỉnh áp xả. Đấy, giá của van Superwell hộp đỏ giá hiện tại đang là 950, còn van hộp mở thì mình vẫn bán anh em nhé. Van hộp mở là hơn 1 triệu một chút thôi, 1.050.000 thôi. Anh em là mua cứ gọi điện cho shop A Thanh nhé. Đấy, hôm nay mình chủ yếu và giới thiệu cho anh em một cái van Superwell anh em nhé. Đây, những cái nào mình dán hết rồi mình bóc hết ra, còn những cái tẹo nữa mình sẽ công việc mình là bóc hết những cái này ra, mình dán hết tem để bán cho anh em. Anh em nào nhận được hàng thì anh em đấy, anh em kiểm tra đúng shop A Thanh thì nhận hàng nhé. Vì mình có chế độ bảo hành, kể cả đây cái bơm đây, như cái bơm như này, mình cũng sẵn sàng mình dán cái tem bảo hành shop vào. Anh em nào mà mua bơm và hỏng hóc sửa chữa bơm thì mình cũng bảo hành bơm luôn. Đấy, anh em nên nhớ shop A Thanh lúc nào có cái chính sách là lỗi một đổi một,
và lâu trong quá trình sử dụng và những cái như bơm hoặc van có cần sửa chữa gì hay gì, cứ A Thanh thì lúc nào sẵn sàng tư vấn và sửa chữa miễn phí cho anh em, và anh em mình cứ yên tâm đi nhé. Đấy, tất cả những cái đồ đấy, mình sẽ bảo hành tất cả anh em nhé. Anh em chơi cứ yên tâm, và anh em nào mà cứ yêu shop này yêu shop lọ, Việt Nam phải có chế độ bảo hành cho khách hàng thân quen của mình anh em nhé. Đấy, vâng, cái video của shop cũng chỉ là giới thiệu cái sản phẩm cái van shop của em mình vừa về. Đấy, mình vừa về được mấy thùng thì anh em nào nhanh tay mua, thì giá hiện tại mình đang bán là 950 anh em nhé, giá hiện tại là 950. Đấy, còn những cái bơm này thì bên mình bán đầy đủ hết nhá, bơm 750, 650, 900 đều bán hết. Đấy, còn đây, van hộp mở thì 1.050.000, và van Superwell thì đấy, Superwell thì mình đang bán là 950.000 đồng. Đấy, mình lại phải bóc tiếp những cái hộp khác để dán từng tem một. Đấy, trước khi gửi cho anh em, mình phải thử hết cái thứ nó ok thì mình mới gửi cho anh em nhé. Đấy, anh em lên nhớ chọn mặt và gửi vàng anh em nhé. Đấy, mình anh em là yêu thích A Thanh đăng ký kênh A Thanh nhé.